Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. LA Insurance, bảo hiểm uy tín trên 30 năm qua, chúng tôi luôn có giá rẻ nhất. Prime Lending Direct Lender, làm loans trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Liên lạc Thiên Hương và Thảo Lê, 714-988-8181. Tôi Quý Minh Tơ, anh Tuấn, Đoàn Trọng xin thân ái gửi lời chào đến quý vị cùng với chúng tôi qua cà phê sáng trong tuần lễ Thanksgiving. Good morning, anh Tuấn. Kính chào anh Đoàn Trọng, kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang đến với chương trình cà phê sáng được thâu trực tiếp ngay tại studio của Lido Sài Gòn TV. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày 21 tây tháng 11 và bây giờ chúng ta cùng đến với những bản tin dự báo thời tiết đầu tiên. 7 giờ sáng ngay tại Nam California, thưa quý vị, nhiệt độ trung bình vào buổi sáng hôm nay là 55 độ và cao nhất vào ban ngày hôm nay là 88 độ, khá là ấm áp quý vị nhé. Ngày hôm nay là một ngày ít nắng nhưng nhiều mây và buổi tối thì nhiệt độ giảm đột ngột xuống chỉ còn 59. Biên độ dao động trong ngày ở mức rất cao, trong khi đó thì độ ẩm lại ở mức hạn chế làm cho chúng ta có tình trạng khô da hoặc khô môi. Ngày mai sẽ là trời rất ấm thưa anh, có nơi lên tới 95 độ và những khu vực sâu trong đất liền, dù như các vùng Palm Springs hay là Riverside có khi lên tới 98, gần 100 độ. Wow, đó là một trong những ngày mùa hè của Thanksgiving. Mùa hè đã trở lại trong một khoảnh khắc nào đó. Vâng, thế thì trời khí hậu thời tiết nó lên đến cái nhiệt độ ấm áp như vậy thì em đã chuẩn bị cho out of the town ngày Thanksgiving chưa? Ngày Thanksgiving diễn ra vào ngày thứ năm, đa phần thì tất cả quý vị khán thính giả đều tập trung với nhau lại ở một nhà của trong gia đình để cùng nhau thưởng thức không phải những con gà Tây mà những con gà ta. Bởi vì người Việt Nam thích ăn gà ta. Đến bây giờ thì người Việt mình cũng bắt đầu sử dụng gà Tây rất nhiều. Họ đi theo, có thể nói con cháu họ ngày này lớn lên, nhưng mà phần lớn những người Việt mình thích con gà Tây Russi. Tất nhiên là nó không có khô nhiều, mình không ăn thịt khô được nhiều. Nhưng mà it's a happy Thanksgiving. Trong cùng lúc đó thì các khu vực ở ngay tại các thành phố như là Los Angeles Downtown hay các khu vực thành phố lớn Dana Point và những khu vực gần đó thì diễn ra những lễ hội cho mùa lễ Thanksgiving, sẽ có những cái buổi diễn hành, sẽ có những cái hội chợ về turkey và nhiều hơn thế nữa. Kính thưa quý vị, hôm qua có thể nói là một đêm khó ngủ cho Tổng thống thứ 45 của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, đó là Donald Trump. Kính thưa quý vị, chuyện gì đã làm cho ông ta khó ngủ? Ngày hôm qua, một trong những chánh án liên bang ở tại San Francisco đã đưa ra một cái quyết định mà ông ngăn chặn vĩnh viễn lệnh của Tổng thống Donald Trump nhằm cắt tất cả những cái ngân sách cho các quỹ từ các thành phố đã hạn chế sự hợp tác với chính phủ liên bang. Thẩm phán tòa án Hoa Kỳ, đó là ông William Orrick, đã ban hành quyết định hôm thứ Hai về các vụ kiện do hai quận ở California và San Francisco, đặc biệt đó là San Francisco và Santa Clara, đưa ra. Ông Orrick cho biết rằng ông Tổng thống Trump không thể đưa ra các điều kiện mới về chi tiêu của Quốc hội đã phê chuẩn. Quyết định này đã làm mất hiệu lực trật tự điều hành mà Tổng thống Donald Trump đã ký vào tháng Giêng ngay sau khi ông nhậm chức. Quyết định này đã đưa ra một cái gọi là phá vỡ tất cả các thành phố mà gọi là các thành phố sanctuary, tất nhiên là thành phố ẩn náu, không chấp nhận hợp tác với chính phủ liên bang. Các thành phố không tuân thủ các yêu cầu về nhập cư và hải quan, gọi tắt là cơ quan ICE, về hỗ trợ xác định và trục xuất những người nhập cư không có giấy tờ. Điều đó có nghĩa rằng là Tổng thống đã ký một lệnh là tất cả các thành phố nào mà nếu như không hợp tác với cơ quan ICE thì có thể bị khấu trừ và không có cung cấp những cái ngân khoản mà chính phủ liên bang đã cung cấp cho họ. Các vùng lãnh thổ đã từ chối tuân thủ bao gồm các thành phố ở Chicago, New York, Los Angeles và San Francisco. Thì theo lời báo chí thông tin, Bộ trưởng Bộ Thông tin Báo chí của White House trước đến nay, đó là Sinspire, đã đơn đặt hàng được lấy thiết kế để lấy tiền trợ cấp liên bang từ các tiểu bang và thành phố nơi trú ẩn giúp những người bất hợp cư, bất hợp pháp. Trật tự hành pháp ngay lập tức đã dẫn đến một thách thức của tòa án, trước tiên là San Francisco và theo sau là quận khác bao gồm Santa Clara. Kính thưa quý vị, đây là một trong những sự kiện lại có sự thách đố giữa chính quyền
của thẩm phán liên bang đối với hành pháp, đó là White House, đó là đối với Tổng thống Donald Trump. Đây cũng là một vấn đề gây rất nhiều trở ngại cho Tổng thống và có thể nói uy tín của Tổng thống Donald Trump rất nhiều, thưa anh Tuấn. Đây là một trong những kế hoạch và những cái sắc lệnh mà Tổng thống Donald Trump muốn làm để ngăn cản cho người nhập cư cũng như là áp lực cho bên phía cơ quan cảnh sát vì di trú ICE phải tổ chức những cuộc càn quét để có thể xác định được ai là những người sống ngay tại nước Mỹ này mà không có giấy tờ. Do vậy nên một số những thành phố, trong đó có những thành phố lớn như Chicago, San Francisco hay là Los Angeles, và gần nhất của chúng ta đây đó là thành phố Santa Ana, thưa quý vị. Họ là những thành phố sanctuary city, tức là những thành phố dành cho người nhập cư. Trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ, không những thành phố mà chúng tôi mới vừa nêu mà có tới 200 khu vực khác nhau là những thành phố mà họ tuyên bố là sanctuary city. Tức là họ nói cảnh sát của thành phố sẽ không hợp tác với bên phía cơ quan cảnh sát di trú ICE. Tức là bây giờ cảnh sát người ta có quyền pull over quý vị, là có quyền đưa cho quý vị một tấm giấy phạt về giao thông, nhưng không có quyền mà họ đòi hỏi về giấy tờ quý vị có sống ở đây hợp pháp hay là không, cũng như là không bắt quý vị phải trình các giấy tờ để chứng minh quý vị không phải là di dân lậu. Bởi đó là lý do mà Tổng thống Donald Trump trong những tháng vừa qua, ông mới đe dọa là những thành phố, những tiểu bang nào mà tuyên bố là sanctuary city thì sẽ không nhận được các trợ cấp, các ngân sách từ bên phía liên bang dành cho phía thành phố. Kính thưa quý vị, tại San Francisco, những người chống lại trật tự thành phố tổ chức một cái kỷ niệm mà người ta gọi đây là một chiến thắng cho người Mỹ và pháp quyền. Luật sư của thành phố San Francisco Dennis Herrera đã nói trong một cái lời tuyên bố, lệnh điều hành này trái với hiến pháp trước khi mực in chưa có khô được. Kính thưa quý vị, ông đã nhờ có thể nói những lời nói châm biếm của ông như vậy. Ông còn kế tiếp, chúng ta đang sống trong một nền dân chủ, không ai đứng trên luật pháp, kể cả tổng thống. Điều đó là một trong những sự kiện mà làm người ta dấy lên một cái tinh thần có thể nói là dân chủ tại Hoa Kỳ. Bản tuyên bố còn nói thêm rằng ông biết ơn rằng chúng ta có thể bảo vệ hàng tỷ đô la giúp cho một số người Mỹ dễ bị tổn thương nhất. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của Bộ Tư pháp cho biết tòa án đã vượt quá thẩm quyền. Kính thưa quý vị, câu chuyện không dừng lại ở đây. Bộ Tư pháp đã đưa ra một trong những lời tuyên bố và họ cho rằng là tòa án đã vượt quá thẩm quyền. Và họ nói rằng trong phán quyết và tuyên bố rằng Bộ sẽ tiếp tục theo hướng của Tổng thống Donald Trump đối với lệnh hành pháp vào tháng Giêng. Các tiểu bang này đã cấm các thành phố bảo vệ. Các tiểu bang này đã cấm các thành phố bảo vệ. Đó là lời lặp lại của một trong những phát ngôn viên của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Đó là Devin O'Malley cho biết tòa án quận đã vượt quá thẩm quyền hôm nay khi nó cấm Tổng thống Hoa Kỳ chỉ thị cho các thành viên nội các của ông ta thực thi luật hiện hành. Kính thưa quý vị, lại thêm một trận chiến giữa Bộ Tư pháp và các thẩm phán liên bang. Chúng ta xem sự kiện này sẽ diễn ra như thế nào. Qua nước Mỹ là một trong những cái nước mà có thể nói rằng nền dân chủ đã thực thi một cách rõ ràng ngay trong nội các của chính phủ, và ngay các thẩm phán liên bang cũng có sự bất đồng ý kiến với nhau và đưa đến một cái cuộc tranh cãi về vấn đề bảo vệ hiến pháp Hoa Kỳ, thưa anh Tuấn. Và không những thành phố tự tuyên bố là sanctuary city, tức là những thành phố trú ẩn dành cho người nhập cư đó, họ còn trích ra một quỹ ngân sách, ví dụ như Los Angeles, giống như là San Fran hay là Chicago. Họ trích ra một cái quỹ mà tự mướn những người luật sư để cãi lại cho bên phía, để bảo vệ quyền lợi cho những người nhập cư đã bị bên phía cảnh sát di trú bắt giữ. Cũng giống như là thị trưởng của thành phố Chicago, đó là ông Ram Emanuel. Ông nói Chicago trước đây là một thành phố sanctuary city và bây giờ sẽ mãi mãi là sanctuary city. Tức ông tuyên bố rằng ông sẽ chống lại sắc lệnh của Donald Trump cho đến coi như là mãi mãi luôn, thưa anh. Vâng, kính thưa quý vị, đến bây giờ thì chúng ta lại đi qua một trong những vấn đề mà có thể nói gần đây nhất như là một cái làn sóng bao phủ cả nước Mỹ. Kính thưa quý vị, đó là vấn đề gì? Sách nhiễu tình dục. Ngày hôm qua thì có thể nói một tin động trời, chấn động đến với tất cả các giới truyền thông. Mỗi buổi sáng quý vị xem chương trình của CBS, mỗi một ngày quý vị xem bình luận của đài PBS. Kính thưa quý vị, đó là một trong những khuôn mặt nổi tiếng của truyền thông Hoa Kỳ. Ông là một cây cổ thụ trong truyền thông của Hoa Kỳ.
Kính thưa quý vị, đó là Charlie Rose. Charlie Rose là một trong những người năm nay đã 75 tuổi. Có thể nói cuộc đời về truyền thông của ông qua trên 45 năm đã mang lại nhiều sự nghiệp danh tiếng cho ông. Nhưng ngày hôm nay thì kính thưa quý vị bật lên đài CBS và quý vị biết rằng ông ta đã cấm không được xuất hiện ở trên chương trình của CBS. Vì sao ông ta bị cấm như vậy? Kính thưa quý vị, Charlie Rose đã bị đình chỉ bởi CBS sau khi 8 người phụ nữ cáo buộc anh ta đã quấy rối tình dục. Lại thêm một vấn đề quấy rối tình dục. Charlie Rose bị đình chỉ bởi CBS sau khi 8 phụ nữ cáo buộc anh ta bị quấy rối tình dục. Charlie Rose đã bị CBS đình chỉ vào hôm thứ Hai sau khi 8 phụ nữ buộc anh ta quấy rối tình dục với các cáo buộc bao gồm rò rỉ những tiến bộ tình dục không mong muốn và cướp cuộc gọi điện thoại không thích hợp. Tờ Washington Post đã phá vỡ tin tức về Rose, đồng chủ tọa với CBS This Morning. Kính thưa quý vị, CBS một trong những cái chương trình đặc biệt mỗi buổi sáng với những ngôi sao trong chương trình 60 phút mà là một trong những chương trình phỏng vấn của PBS có thể nói đã đưa Charlie Rose lên đỉnh đài danh vọng. Nhưng đến bây giờ thì câu chuyện của Charlie Rose đã tiến ra như thế nào? Ngoài ra PBS đã thông báo rằng họ đã đình chỉ việc phân phối chương trình của Rose, cho biết nó đã bị sốc khi cho biết ngày hôm nay về những cáo buộc đáng lo ngại sâu sắc này. Và trong một cơ quan truyền thông Bloomberg ngày hôm qua cũng đã chấm dứt cái chương trình. Và khi đó là một trong những người có tên trong những người cáo buộc Charlie Rose, đó là Geoffrey Ryan, một trong ba người đã bị buộc tội. Trong tờ Washington Post nói với Post rằng Rose thường đi khỏa thân trước mặt cô vào những lúc thời điểm giữa năm 2000 khi cô còn làm việc một trong những ngôi nhà của anh. Sau khi câu chuyện Washington Post được xuất bản thì trên trang Facebook bắt ban đầu cô đã tiết lộ kinh nghiệm của mình không theo lịch trình, nhưng cho đến khi cô được đọc được cái những bản điểm phụ của những người phụ nữ cáo buộc Rose. Mặc dù nhiều người đã đến trước mặt tôi, một số phụ nữ đã bị tấn công dữ dội và liên tục sau thời gian làm việc ở đó, nhưng câu chuyện này đã giúp tôi xây dựng lại quan điểm của mình bằng cách giữ lại bản sắc của mình. Anh Tuấn nhìn xem, trong cái thế giới truyền thông của chúng ta càng ngày càng lộ ra. Không biết một ngày nào đó một trái bom nổ ra ở trong những giới báo chí ở đây, những ông cụ, những thanh niên nào có thể nói có những sách nhiễu tình dục, có lợi dụng những người phụ nữ cho người ta vào làm để có thể rờ mông rờ đít người ta, có thể sách nhiễu người ta, cũng là một trong những vấn đề mà chúng tôi hy vọng trong tương lai ngay cái cộng đồng người Việt trong giới truyền thông người Việt, ngay giới truyền thông tại Washington DC cũng sẽ nổ ra những cái vấn đề và đến lúc người phụ nữ cần nói lên tiếng nói của mình không bị ai sách nhiễu hết, thưa anh Tuấn. Dạ vâng, đó là chương trình gọi là Me Too rất nổi trong cộng đồng người Mỹ, đó là những người phụ nữ hay can đảm lên. Và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị khán thính giả ngay sau ít phút quảng cáo thương mại. Kính mời quý vị cùng theo dõi.